Hello Beauty, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vaisa. Mình đang dự tính makeover lại cái tủ đồ của mình và sẽ quay lại cái quá trình thực hiện. Thì mình sẽ chia cái quá trình đó làm 3 phần. Phần đầu tiên đó chính là lên ý tưởng, sau đó là thực hiện và cuối cùng là cách mà mình xử lý những cái món đồ không phù hợp. Thì hôm nay chính là tập đầu tiên. Trong tập này mình sẽ ngồi xuống và cùng lên ý tưởng cho cái phong cách thời trang của mình, cũng như là làm một cái mood board, kiểu như là một cái bảng tạo cảm hứng gì đó bằng Notion. Nhưng mà trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên ấn subscribe kênh của mình nha. Như thế này thôi. Thật ra thì từ đó tới giờ mình không hề có một cái phong cách thời trang nào nhất định luôn. Tuy là mình cũng có chạy theo trend nhưng mà không tới mức sành điệu như là những cô nàng fashionista. Thì chủ yếu mình lướt mạng xã hội hay là báo mạng gì đó, mình thấy một cái món đồ nào đó hot. Ví dụ như là dạo gần đây mình thấy có cái kiểu áo corset. Thì khi mình thấy nhiều như vậy thì mình cũng thích, nhưng mà mình vẫn chưa mua nha. Lúc trước khi còn ở bên Mỹ á, thì mình chạy theo trend nhiều hơn. Tại vì lúc đó thì mình vẫn còn rảnh, với lại mình cũng có thể dễ dàng vào những cái cửa hàng giống như là Forever 21, H&M hay là Urban Outfitters để mua. Với lại cái giá nó cũng phải chăng. Tủ đồ của mình lúc đó đa phần là áo crop top nè, rồi skate skirt hoặc là quần skinny jean. Lâu lâu thì cũng có mấy món đồ của những cái local brand ở Việt Nam á, mình thấy nó chất chất lạ lạ thì mình cũng mua. Ví dụ như là cái áo khoác này mình rất thích nó luôn, tại vì nhìn nó rất là lạ. Tuy nhiên thì nó cũng lâu lắm rồi nên là nó đã bị hư và nó thật sự cũng không có phù hợp với lại cái lứa tuổi của mình bây giờ nữa. Sau đó khi mà về Việt Nam á, thì mình đi làm nên là đa phần trang phục mà mình mặc đều là theo cái phong cách công sở, kiểu thời trang công sở á. Gồm những cái món đồ giống như là áo sơ mi nè, rồi pencil skirt, với lại mình rất thích mặc đầm sơ mi. Mình có rất là nhiều những cái phiên bản đầm sơ mi khác nhau, tại vì đối với mình thì nó khá thoải mái, nhưng mà nhìn vào tổng thể thì nó vẫn chỉnh chu. Thì ngoài ra mình cũng có những bộ đồ để mặc đi chơi, ví dụ như là stiff dress hay là áo ba lỗ với lại quần sọt. Nhưng mà nhìn chung á, thì cái phong cách thời trang đi làm của mình với lại phong cách đi chơi của mình nó không có liên quan gì tới nhau cả. Và có đôi lúc á, thì mình làm biến phối đồ nên là mở tủ ra thấy cái gì cứ mặc cái đó, thành ra là đôi lúc khi mà ra đường nhìn mình ăn mặc rất là lôi thôi. Nhưng mà nói chung á, thì mình không hề có một cái phong cách thời trang cố định, lúc thì chững chạc, lúc thì kiểu nhí nhảnh, rồi có những cái bộ đồ mình mặc và rất là sporty nữa, và nó đụng nhau chan chát, kiểu nhìn vào cảm giác như là mình là một đứa đa nhân cách vậy đó. Khi mà mình đi mua đồ thì mình cũng thấy cái nào đẹp thì mình mua thôi. Đôi lúc những cái món mà mình mua về á, mình không biết phải phối với lại những cái bộ đồ ở nhà như thế nào, thành ra là sẽ gặp cái trường hợp là kiểu mua về để đó. Ví dụ như là cái áo khoác này, khi mà mình lướt trên Instagram á, thì mình thấy nó rất là đẹp, rất là cool, ngầu. Nhưng mà khi mà mua về rồi mình mới kiểu rồi mặc nó chung với cái gì ta, mà nó cũng cảm thấy nó không có phù hợp với lại cái tuổi của mình bây giờ nữa. Nhưng mà mình vẫn mua tại mình thấy nó đẹp. Và giữa năm ngoái thì mình cũng có làm một cuộc cách mạng cải tổ lại cái tủ quần áo của mình theo cái phương pháp KonMari. Lúc đó thì mình cũng thanh lý được kha khá đó, và nhờ vậy mà mình không có mua sắm linh tinh nữa. Tuy nhiên thì vào cái khoảng thời gian đó mình vẫn còn đi làm nên là cái tủ đồ nó chủ yếu là để phục vụ cái công việc của mình. Nhưng mà bây giờ thì mình đã nghỉ làm và chủ yếu chỉ có làm freelance, rồi làm content, rồi sáng tạo nội dung ở trên mạng á. Thành ra là cái tủ đồ đó mình cảm thấy nó không phù hợp với lại cái nhu cầu của mình bây giờ nữa. Vì thế là mình mới quyết định đặt đi xây lại một lần nữa. Và lần này thì sẽ tinh chỉnh cho nó phù hợp hơn với lại cái nhu cầu của mình bây giờ. Với lại mình cũng sẽ tìm cho bản thân một cái phong cách thời trang nhất định, rồi phối đồ dựa theo cái phong cách đó. Mình cũng muốn nói sơ qua về cái lý do tại sao mình muốn tìm cho bản thân một cái phong cách thời trang riêng, hay là dạo gần đây trên internet thường gọi là aesthetic á. Có rất là nhiều luôn, ví dụ như là surf girl nè, rồi cottagecore cũng rất là hot, hay là academia cũng mình thấy cũng rất là cool. Và khi mà bạn theo đuổi một cái phong cách thời trang nhất định á, thì bạn sẽ tránh được cái việc là chạy theo những cái xu hướng nhất thời và không mua sắm ở những cái cửa hàng kiểu fast fashion, tức là thời trang nhanh. Dành cho những bạn chưa biết thì thời trang nhanh là một cái vấn đề rất là nhức nhối, và nó thứ nhất là gây hại cho môi trường nè, và thứ hai là nó lạm dụng những cái lao động giá rẻ hoặc là lao động trẻ em. Thế là mình cũng không muốn support cho cái hình thức đó. Với lại bản thân mình cũng không có nhảy trend á. Nhờ cái sự phát triển của mạng xã hội và đặc biệt là TikTok á, mình cảm thấy cái vòng đời của một cái xu hướng thời trang nó được tính bằng ngày luôn, chứ không phải là tính bằng tháng hay năm nữa. Giống như là mấy hôm trước á, mình lướt TikTok á, thì mình thấy cái áo này rất là hot. Mình không biết gọi nó là cái gì, nhưng mà không biết bây giờ nó còn trend hay không, mình cũng không rành lắm.
và mình cảm thấy không có phù hợp với mình. Mình không muốn phải suốt ngày chạy theo những cái xu hướng trên mạng rồi bung tiền vào cái việc mua sắm vô tội vạ. Thế nên là khi mà mình có được một cái phong cách thời trang riêng cho bản thân, mình có thể hạn chế được những cái việc đó. Ngoài ra, như bao bạn gái khác, mỗi ngày của mình đều bắt đầu bằng câu hỏi hôm nay mặc gì. Thật sự thì thông qua cái lần cải tổ tủ quần áo vào năm ngoái thì mình cũng có thể thấy được những cái lợi ích của cái việc tối giản quần áo. Do là mình dọn dẹp theo cái phương pháp KonMari nên là mình chỉ giữ lại những cái món đồ mà mình yêu thích thôi. Và mình cũng biết được là cái vị trí của chúng nằm ở đâu trong cái tủ quần áo của mình. Thế nên là khi mà mình mở ra, mình sẽ lấy ngay được cái món đồ mà mình thích. Và mình sẽ biết được là cái áo này nó sẽ phù hợp với lại cái váy hay là cái quần nào. Ok, chúng ta bắt đầu tới phần chính nào. Thật ra thì mình đã tạo sẵn cái mood board trên Notion rồi. Thế nên là chúng ta sẽ cùng đi qua và bàn luận về nó ha. Lưu ý là cái template này nó không phải của mình mà mình sử dụng của một bạn ở có tên là Ella. Thì mình sẽ để link tất cả những cái template của bạn ở dưới description. Bạn nào thích thì có thể tham khảo. Rồi, chúng ta bắt đầu tới cái outfit mood board của mình nào. Ở trang chủ á, thì mình có để mấy cái quick link tới từng mục riêng. Lát mình sẽ nói tới mấy cái đó sau. Kéo xuống là cái phần inspiration, tức là mood board. Thì sau nhiều hôm ngập lặn ở trên cả Instagram và Pinterest á, thì mình quyết định là mình sẽ theo đuổi phong cách French girl, capital F, capital G, hay còn gọi là effortless chic. Kiểu thoải mái, không tốn nhiều công sức nhưng mà nhìn vẫn rất thanh lịch. Thì mood board của mình nó sẽ có một số cái outfit, mood hay là vibe mà mình hướng tới. Và ở đây thì mình có cái bảng màu nữa. Bảng màu theo mình rất là quan trọng, tại vì nó sẽ giúp cho mình hạn chế mua những cái món đồ tuy là mình thích khi mà mình thấy nha, nhưng mà nếu mà nó không nằm ở trong những cái bảng màu đó thì mình có thể không mua. Mình đã tạo sẵn một cái bảng có 5 màu cơ bản ở đây, thì là những cái màu phù hợp với cái phong cách mà mình đang theo đuổi. Và tất nhiên là mình cũng phải thích chúng nữa. Nhưng mà mình sẽ tạo thêm một bảng 4 màu cho những cái dịp đặc biệt. Thì mình sẽ sử dụng cái website tên là cooler.co để tạo. Rồi mình sẽ down nó về nè, xong rồi bỏ vào cái mood board của mình. Tất nhiên là nếu mà có một cái áo bạn cực kỳ thích nhưng mà cái màu nó không nằm ở trong cái bảng này á, thì bạn vẫn có thể mua. Như là mình đã nói thì cái việc làm ra cái bảng màu này nó giúp mình hạn chế những cái việc mua sắm vô tội vạ. Tự nhiên đang quay phim thì trời chuyển mưa nên là mình bật đèn. Nó tối sùm lại luôn. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu lại nè. Phía dưới một chút thì là cái bảng những cái quy tắc mà mình đặt ra khi mà đi mua sắm. Đầu tiên đó chính là mình sẽ không mua những cái quần áo giá rẻ hoặc là từ những cái cửa hàng mà unethical, tức là nó gây hại cho môi trường hoặc là nó hành hạ động vật kiểu vậy. Rồi tiếp theo đó chính là ủng hộ những cái local brand made in Việt Nam. Nếu được thì mình cũng sẽ mua đồ second hand. Và cuối cùng đó chính là chỉ mặc những cái quần áo mà nó tôn lên cái cơ thể của mình hoặc là nó giúp cho mình cảm thấy tự tin hơn. Tại vì có rất là nhiều trường hợp mình mua những cái quần áo nó quá chật hoặc là nó không, mình mặc vào mình cảm thấy nó không có thoải mái á, nhưng mà mình vẫn mua tại vì nó hợp thời, nên là mình sẽ bỏ dần những cái bộ đồ đó. Xin chào các bạn. Cho lúc mình giận sụt thì mình mới phát hiện ra là mình quay thiếu. Có thể là do hôm bữa trời tối xong rồi mình lo chỉnh đèn với ánh sáng nên là mình quên mất tiêu luôn. Thì bây giờ mình phải bổ sung vào cái clip này. Chúng ta tới cái mục đầu tiên của cái mood board của mình, đó chính là daily style, tức là những cái bộ đồ mình mặc thường ngày. Thì sau khi mà lượn lờ trên cả Instagram lẫn Pinterest ấy, thì mình có lựa ra được một số cái bộ đồ đặc trưng của phong cách French girl. Thì mình cũng có dựa theo cái tủ đồ, những cái bộ đồ mình sẵn có thì mình kết hợp lại với nhau. Nên là mình có note rất là kỹ là ví dụ như là cái slip dress này nó có thể đi chung với lại cái blazer ở ngoài và mang chung với lại boot cao á, thì nó sẽ ra cái phong cách French girl hơi cá tính một chút. Hoặc là casual hơn thì mặc những cái đầm floral, đầm hoa, đi chung với lại những cái giỏ cối thì mình cũng có sẵn những cái đó rồi. Kéo xuống dưới thì là cái phần mà inspire cho kiểu tóc với lại trang sức, thì mình làm thêm để kết hợp cho nó bài bản một tí thôi. Như bình thường thì chắc chắn cũng sẽ rất là lười để ngồi tết tóc, nhưng mà cứ để gì đó, có gì tạo cảm hứng. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với cái video cũ. Phần thứ hai đó chính là phần occasional, tức là những cái dịp đặc biệt như là đi du lịch nè, hoặc là những cái bộ đồ mình mặc khi mà quay video. Thì các bạn có thể thấy ở đây là những cái bộ đồ mà mình mặc khi mà mình quay YouTube. Mình chỉ có vài ba bộ đồ thôi và mình sẽ xoay tour mặc. Nên là các bạn đừng thấy bất ngờ khi mà mình mặc cái áo này hoài nha.
Còn phần du lịch đó thì mình chia theo mùa là xuân thu, hè và đông. Mình tạo để có cảm hứng vậy thôi, chứ làm gì có tiền mà mua hết. Bây giờ thì có rít gió luôn, các bạn có thể nghe thấy tiếng gió rít rất lớn. Không biết có bị kiểu bão hay áp thấp nhiệt đới gì không. Đang nói về những cái bộ quần áo du lịch thì mình đang tính là có thể là mình sẽ đi mướn hoặc là mình sẽ mua đồ second hand khi mà mình đi du lịch. Nhưng mà hạn chế càng tốt, vì thế mình cũng phải xem lại cái mục này, nhưng mà để từ từ tính sau. Rồi, mục thứ ba là wishlist hoặc là waitlist. Thì đây là những cái món đồ mà mình thích và muốn mua. Tuy nhiên thì mình thay vì vung tiền ra mua liền á, thì mình sẽ để nó vào wishlist của mình. Và thứ nhất là để mình xem thử xem mà nó có phù hợp với những cái món đồ hoặc là cái phong cách mà mình đã định hướng hay không. Thứ hai là đợi một thời gian xem là mình có còn muốn mua cái đồ đó hay không. Và cuối cùng là cứ để đó, biết đâu được nó sale giảm giá thì mình mua được với lại một cái giá hời hơn. Cuối cùng là một closet. Thì hiện tại chứng chưa có gì, mình tính là trong cái lúc mà dọn dẹp lại cái tủ quần áo á, thì mình sẽ chụp những cái bộ đồ phối hợp nó luôn, sau đó thì sẽ đăng lên đây. Khi mà chụp hình phối đồ như vậy thì mình sẽ tận dụng tốt hơn những cái món đồ mình sẵn có thay vì đi kiếm mua. Và xong rồi, đó là toàn bộ mood board của mình. Và việc tiếp theo bây giờ đó chính là bắt tay vào cải tổ lại tủ quần áo thôi. Sắp tới thì mình sẽ dành ra một ngày đẹp trời, và tất nhiên là phải giặt hết những cái quần áo, tại vì mình không muốn bỏ sót bất cứ một món đồ nào. Mình sẽ nói kỹ hơn về cái phương pháp KonMari vào cái video tiếp theo. Trước đây mình cũng đã có từng ghi lại cái quá trình cải tổ tủ quần áo của mình ở trên blog rồi. Mình sẽ để link ở dưới description, bạn nào muốn thì có thể tham khảo trước. Ok, video của đây cũng đã hết rồi. Trời, bây giờ thì tết rồi luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên ấn like, share và subscribe cho mình. Hẹn gặp các bạn những video sau. Bye bye.